Hồ Kình Ngư à? Cần vương 7m2, trục tiết ngưu 10 chấm, xem cá nào chịu nổi. Ok, bắt đầu xả mồi câu nào. Ban đầu thì mình xả 3 muôi ốc và 5 muôi hạt anh em ạ. Xả mồi được khoảng tầm 15 phút thì phao đã có tín hiệu. Đây rồi, báo cá anh em nhá. Đúng là hồ Kình Ngư có khác, cá khỏe đấy, được đấy. Mình sẽ di chuyển sang phía bên này để dòng cá cho dễ anh em nhá. Sau một hồi lôi ra kéo vào thì em nó cũng đã chịu lên mặt. Đây rồi, khá to đấy, còn khá khỏe anh em ạ, từ từ đã.